các bạn đến với DTS Import TV để xem hôm nay chúng ta có gì nào. Chào mừng các bạn đến với ảnh nền trang phục có gì thú vị phần 1005. Trải qua 5 phần ảnh nền trang phục, có thể thấy rõ các anh em chiến hữu luôn kề vai sát cánh bên mình. Tuy tôi yếu nhưng được cái anh em tôi nhiệt tình ủng hộ. Tôi sẽ lên lịch cho các video trong các chủ đề khác nhau, theo các thứ trong tuần, ở cuối video. Thôi ông im mẹ à mồm đi. Ấy, làm gì căng. Vô luôn kiểu nguội, anh em nhỉ. Một, trong memo, chúng ta có thể thấy sự xuất hiện của single ông Mật vừa ném cảnh vệ trưởng Volibear xuống đống bầy nhầy màu vàng mà anh ấy vừa tạo ra. Hai, trong hình nền của Silas cơ bản, chúng ta có thể thấy sự xuất hiện của Lux. Đây là cảnh anh ta có được sức mạnh phép thuật từ cô và phá tường nhà giam chui ra. Tuy nhiên nếu tính theo cốt truyện của Demacia, một trong những khu vực rộng lớn mà đá kháng ma thạch thì không thiếu một tí nào. Vậy mà nhà giam của các pháp sư lại chẳng dùng đến kháng ma thạch là sao ấy nhỉ? Cho bạn nào chưa biết thì đá kháng ma thạch là một loại đá có thể hấp thụ được sức mạnh phép thuật với những pháp sư nào đứng gần nó. Và Galio là một tượng đài kháng ma thạch. Vậy nên có được sức mạnh phép thuật thì anh ấy cũng không thể phá được nhà giam nếu nó được làm từ kháng ma thạch. 3. Đây là ảnh nền cơ bản của Street of Fate và đã được sửa thành pack Street of Fate, nhưng cũng chỉ là hình ảnh ban đầu. Phận là cái ảnh được công khai 2 lần nhưng cũng vẫn bị chìm vào quên lãng. Sau đó trang phục pack Street of Fate đã được chuyển thành ảnh này. 4. Trong trang phục Street of Fate ảo thuật sư có sự xuất hiện của sách quỷ đeo trên hông của anh ấy. Trang bị nhỏ để ghép thành các trang bị như cờ lệnh hiệu triệu, cốc quỷ Athen, di thư cổ và quỷ thư Morello cũ. Cuối cùng là yêu sách của băng hậu. 5. Tryndamere gốc, các pháo đài Iceborn có thể được nhìn thấy trong nền. Tư thế của anh ấy từ ảnh nền cơ bản đầu tiên được phát hành đã được sử dụng lại cho trang phục Tryndamere sơn cước. 6. Trang phục Tryndamere quốc vương ám chỉ về hậu quả tiềm tàng cuộc nội chiến Freljord, trong đó Avarosan giành chiến thắng và thống nhất các bộ lạc, với Tryndamere trở thành vua và As trở thành nữ hoàng. Điều này đại diện cho sự xuất hiện của anh ta trong truyền thuyết cũ của mình. 7. Trong trang phục Tryndamere quỷ kiếm, skin này có thể ám chỉ đến câu nói cũ của Achok, Tryndamere, sự sáng tạo vĩ đại nhất của tôi, đồng thời gợi nhớ đến Darkin. Trong Liên minh Bobby đã được cập nhật để có hình ảnh Tryndamere tiêu thụ bởi vũ khí Darkin tương tự như Kayn. Tám, trong trang phục Chundo bóng chày có sự xuất hiện của Blitz như là một người bắt bóng. Tuy nhiên với cái gậy của Chundo thì cần gì phải bắt bóng, cứ đập chúng là nó ghim luôn quả bóng vào đấy rồi còn đâu nữa. 9. Chundo bảo an, anh ấy là đội trưởng của Volibear và là thành viên của lực lượng cảnh sát Pinover như được gợi ý thông qua huy hiệu của Chundo. Đồng phục của anh ấy gần giống với lực lượng cảnh sát Anh. Tuy nhiên nhìn vào vụ nổ đằng sau với dáng vẻ ngầu loài của hai bạn, trông hai bạn có giống khủng bố không cơ chứ. 10. Trong Riot Game Chitana có thể thấy một số điều trong ảnh nền trang phục của cô, như một thanh niên chuột bến tàu này, bánh nướng nhỏ của Lulu bánh ngọt này, Poro này, Tipper, Amumu, chuối của Soraka, tinh linh mép của Ba, nấm và mũ của Timo, TPA Ezreal, SKT T1, Zack, Fnatic, Gragas, Samsung White, Twit. 11. Trong Chitana du kích, cô đang đóng vai trò một đặc công du kích, tấn công chuyến hàng mà Gaplank đặc nhiệm áp tải. 12. Trong Talon ngoài vòng pháp luật, đây là anh ta từ khi còn sống trong khu ổ chuột Noxus và trước khi được tướng Ducati thu nhận. 13. Trong trang phục Talon đặc nhiệm đỏ cùng với Zivan đặc nhiệm đỏ là nhóm trang phục đối lập với nhóm trang phục biệt kích của Demacia. 14. Trong Talon sát thủ rừng sâu, khi anh ấy biến về, anh ta rút ra một viên đá hiền triết. 15. Trong trang phục Squeen cướp biển, ra này đại diện cho Squeen, trông như thể anh ta là một phần của phe Beweather. Các bạn vừa xem xong ảnh nền trang phục có gì thú vị phần 1005. Các bạn cảm thấy như thế nào hãy để lại comment bên dưới. Đừng quên like, đăng ký kênh, kích vào biểu tượng chuông để nhận được những video mới nhất.